Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Và bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Cổ máy kiếm tiền Mỹ nói thị trường tin ông Trump thắng cử. Tỷ phú Stan Druckenmiller nhận xét thị trường đang rất tin tưởng vào khả năng ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Bloomberg Television vào ngày 16 tháng 10, tỷ phú Drucker Miller chỉ ra những dấu hiệu rõ ràng từ thị trường trong 12 ngày qua. Ông Drucker Miller nói, chúng ta có thể thấy điều đó ở cổ phiếu ngân hàng, tiền điện tử và thậm chí là tại công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology DGT của ông ấy. Những biến động này được xem như một phản ứng của thị trường trước triển vọng về nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Tuy nhiên, ông Jack Miller, từng là cánh tay phải của huyền thoại đầu tư George Soros trong hơn một thập kỷ, không ủng hộ cả ông Donald Trump lẫn đối thủ của ông, phó tổng thống Kamala Harris. Tỷ phú Jack Miller cho rằng cựu tổng thống Trump không đủ phẩm chất để làm tổng thống, trong khi bà Harris đắc cử sẽ không có lợi cho môi trường kinh doanh. Ông Jack Miller nói đùa, có lẽ tôi sẽ viết tên một người khác khi đi bỏ phiếu. Bên cạnh đó, ông Jacky Miller dự đoán khả năng đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát quốc hội là cực kỳ thấp, ngay cả trong trường hợp bà Harris thắng cử. Ông Jacky Miller cũng cho rằng nếu xảy ra kịch bản đảng Dân Chủ chiếm lĩnh cả Nhà Trắng và quốc hội, thị trường cổ phiếu có thể gặp khó khăn trong 3-6 tháng tới. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Cổ máy kiếm tiền Jackie Miller đưa ra nhận xét về chính sách tiền tệ. Ông nhận định việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 9 là một sai lầm. Công ty của ông Trequancy Family Office đã bán khống trái phiếu ngay sau thông báo đó. Nhà đầu tư kỳ cụ này nhấn mạnh thị trường cần phải kiềm chế kỳ vọng về tốc độ và mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương trong thời gian tới. Theo kết quả thăm dò trên toàn quốc, Hill Decision Head HQ, Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump tới 2,7 điểm. Thế nhưng, bà Harris đang phải đối mặt với khoảng cách rất xích sao ở các bang chiến trường. Trong các cuộc thăm dò của The Hill Decision Test HQ từ các bang Arizona và Pennsylvania, bà Harris giảm 1,5 điểm ở Arizona, 1,9 điểm tại Georgia và tăng 0,3 điểm ở Pennsylvania. Tương tự, bà Harris dẫn trước ông Trump khoảng 1,6 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò toàn quốc của trang Real Clear Politics. Theo trang Bloomberg, tỷ lệ cực thắng cử của ông Trump trên nền tảng dự đoán phi tập trung Polymarker đã tăng lên 58%, trong khi của bà Harris giảm xuống còn 41%. Chuyên mục dự đoán bầu cử tổng thống trên trang Reddit cho thấy cơ hội của ông Trump là 54%, còn bà Harris là 49%. Món quà mới của Mỹ dành cho Ukraine gây hoang mang tại Quốc hội. Thành viên Hạ viện Mỹ Maria Taylor Green lên án trên mạng xã hội X việc công bố gói viện trợ mới của Ukraine. Đây là lý do tại sao người dân Mỹ ghét chính phủ đến vậy. Người Mỹ hầu như không thể nhận được 750 đô la sau cơn bão Helen, trong khi chính phủ lại viết một tấm xét khác cho Ukraine với số tiền 425 triệu đô la, Marielia Taylor Green cho biết. Bà nói thêm rằng điều này khiến người Mỹ phẫn nộ với Ukraine. Đây là cách nữ nghị sĩ trả lời bài đăng của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về hỗ trợ quân sự mới cho Kiev. Theo một cuộc thăm dò của Đại học Harvard, với một nửa số người Mỹ cho rằng Ukraine cần bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tiến hành các cuộc đàm phán này thành công hơn Phó Tổng thống hiện tại Kamala Harris. Theo khảo sát, 54% số người được hỏi ủng hộ sáng kiến tổ chức đàm phán giữa Ukraine và Nga để giải quyết xung đột trong khi 46% số người được hỏi mong muốn Kiev chiến thắng trong cuộc xung đột. Cần lưu ý rằng 63% người ủng hộ Đảng Cộng hòa và 44% người ủng hộ Đảng dân chủ ủng hộ đàm phán. Trong số các cử tri đồng lập, 56% người đã được hỏi ủng hộ đàm phán. Đồng thời, người Mỹ coi cựu tổng thống và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump có khả năng thành công hơn trong việc giải quyết xung đột Ukraine thông qua đàm phán. 55% số người được hỏi tin tưởng vào ông, trong khi 45% số người được hỏi hy vọng vào sự thành công của phó tổng thống và ứng cử viên đảng dân chủ Kamala Harris. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 và bao gồm 3.145 cử tri Mỹ đã đăng ký và có sai số 1,8% điểm. Bắt đầu sụp đổ, tiết lộ sốc về chiến trường điểm nóng Ukraine. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Dialogue World rằng quân đội Ukraine đã bắt đầu sụp đổ ở Donbass. Ông lưu ý, sự sụp đổ của lực lượng vũ trang Ukraine trên mặt trận Donetsk là có thật, nó đã bắt đầu, người Nga chỉ đơn giản là đang tiến lên. Theo ông Scott Ritter, quân đội Ukraine đang mất lãnh thổ mỗi ngày. Ông Ritter giải thích rằng họ không còn gì để chống cự nên rút lui. Cựu sĩ quan tình báo kết luận, Tôi không biết tại sao chúng tôi tiếp tục làm những điều ngu ngốc kiểu này, bởi vì Ukraine đã thua và không lượng vũ khí nào có thể thay đổi được kết quả này. Trước đó vào ngày 15 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội Nga đã kiểm soát hai khu định cư ở DPR và LPR. Các đơn vị của nhóm quân trung tâm đã giải phóng làng Krasnyas của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, quân đội Nga sẽ có cơ hội tiến tới Minorat và mở rộng đầu cầu đe dọa lực lượng vũ trang Ukraine ở Krasnomets, một trung tâm quốc phòng và hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine. Cùng lúc đó, nhóm Sabat đã chiếm làng Neskoye ở Cộng hòa Nhân dân Lugan. Neskoye là một ngôi làng gần biên giới LPR và vùng Kakov. Việc kiểm soát được là Neskoya cho phép Nga tấn công vào Krasny Liman và Slanyan. Hé lộ điều khoản bí mật trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine Ngoài 5 điểm chính, kế hoạch chiến thắng của Ukraine còn bao gồm 3 phụ lục bí mật đã được chia sẻ với các đối tác quốc tế. Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Doliak, hôm 16 tháng 10 cho biết, phần bí mật của kế hoạch chiến thắng được Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ, gồm mục tiêu mà Kiev nhắm đến các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong phụ lục còn nói chính xác loại vũ khí nào nên được sử dụng để phá hủy hậu cần của Nga ở rất xa tiền tuyến. Mục tiêu nào sẽ bị tấn công và cần bao nhiêu vũ khí cho việc này, ông Mikhail Dolyak tiết lộ. Tổng thống Zelensky hôm qua đã trình bày kế hoạch chiến thắng của Ukraine trước quốc hội nước này. Kế hoạch bao gồm 5 điểm, gia nhập NATO, khía cạnh quốc phòng, gian đe sự xâm nhập của Nga, tăng trưởng và hợp tác kinh tế, kiến trúc an ninh hậu xung đột cụ thể phần công khai của kế hoạch hầu hết bao gồm các yêu cầu của Ukraine được đề nghị lời mời ngay lập tức gia nhập nato dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương tây cung cấp để tấn công nga cũng như triển khai gói dân đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên đất ukraina kế hoạch còn bao gồm ba phụ lục bí mật đã được chia sẻ với các đối tác quốc tế các phần của kế hoạch không được tiết lộ cho công chúng bao gồm danh sách các mục tiêu kế hoạch hành động và chi tiết về vũ khí cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công như vậy Mỹ và các đồng minh NATO đến nay đều có chung quan điểm rằng Ukraine sẽ được kết nạp vào liên minh, nhưng không phải trong tương lai gần. Phương Tây đến nay cũng chưa đáp ứng đề nghị của Kiev về việc nới lỏng hạn chế, cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phản ứng về kế hoạch chiến thắng của Ukraine, Điện Kremlin cùng ngày cho biết còn quá sớm để bình luận chi tiết, song Ukraine cần tỉnh táo để nhận ra sự vô ích của kế hoạch mà họ đang theo đuổi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, kế hoạch chiến thắng của Ukraine có thể là một kế hoạch ngụy trang của Mỹ nhằm sử dụng đến người Ukraine cuối cùng chống lại Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đặt câu hỏi về ý định của Tổng thống Zelensky nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine bằng các hoạt động có mục tiêu ở những địa điểm cụ thể. Bà đặt câu hỏi tại sao nhà lãnh đạo Ukraine tránh nêu tên các địa điểm và nói rằng Kiev đã đẩy các thành viên NATO tới một cuộc xung đột trực tiếp với Nga bằng cách đề nghị phương Tây cho sử dụng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga. Tất cả các điểm chính và điểm phụ lục bí mật đó không phải là một kế hoạch chiến thắng. Đây là kế hoạch gây bất hạnh cho đất nước Ukraine và người dân Ukraine, bà Zakharova bình luận. Tiết lộ bất ngờ về số tiền khủng đồng minh thân cận nhất của Ukraine trong NATO đã đổ vào Nga một trong những đồng minh mạnh nhất của Ukraine đã chi cho dầu khí của Nga nhiều gấp 5 lần số tiền viện trợ cho Kiev, điều mà các nhà phân tích cho rằng đã giúp tài trợ cho cuộc chiến của Điện Kremlin. Bất chấp các mức viện trợ đáng kể cả về quân sự và tài chính được cung cấp cho Ukraine, kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, nhiều quốc gia vẫn không thể thoát khỏi sự phụ thuộc lịch sử của họ vào năng lượng của Nga. Trong khi nhiều đồng minh của Ukraine đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu khí của Nga, những nước còn lại đã giúp duy trì nền kinh tế của quốc gia đang bị trừng phạt nặng nề này. Ngày 15 tháng 10, Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ và Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch đã công bố một báo cáo về sự phụ thuộc liên tục của các cường quốc châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Với tiêu đề khai thác lỗ hổng, báo cáo đã phát thảo cách Cộng hòa Séc đã tận dụng quyền miễn trừ của mình đối với lệnh cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Liên minh châu Âu. Việc miễn trừ này được đưa ra nhằm mang đến cho các nước Trung Âu không giáp biển như Séc, Hungary và Slovakia cơ hội ngừng sử dụng dầu của Nga trong thời gian dài hơn khi họ tìm kiếm các tuyến cung cấp nhiên liệu mới. Tuy nhiên, theo hai nhóm nghiên cứu, Séc đã khai thác lỗ hổng này cũng như mức chiết khấu đối với dầu thô của Nga để tăng lượng nhập khẩu vào năm ngoái tăng lên 60% lượng dầu nhập khẩu của Séc vào năm 2023, tăng so với mức 56% vào năm 2022. Trong quý đầu tiên của năm 2024, sự phụ thuộc này đã giảm xuống mức trước cuộc chiến là dưới 50%. Tuy nhiên, Cộng hòa Séc vẫn đang mua một lượng lớn dầu và khí đốt từ Nga, làm suy yếu các nỗ lực trừng phạt rộng rãi hơn đối với quốc gia này. Báo cáo trích dẫn số liệu từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel cho biết, Cộng hòa Séc đã chi hơn 7 tỷ euro, tương đương 7,62 tỷ đô la Mỹ cho dầu khí của Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, gấp hơn 5 lần so với số tiền 1,29 tỷ euro mà nước này đã viện trợ cho Ukraine. Theo ước tính của các nhóm nghiên cứu, việc đất nước này tiếp tục phụ thuộc vào năng lượng của Nga đã mang lại cho Moscow hơn 2,3 tỷ euro tiền thuế kể từ tháng 2 năm 2022. Báo cáo lập luận rằng Cộng hòa Séc có nhiều lựa chọn cung cấp thay thế không phải từ Nga và các tuyến cung cấp cũng như các danh mục năng lượng cần thiết để loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Quốc gia này có thể tận dụng đường ống Transalpine vận chuyển dầu từ GST Ý đến Cộng hòa Séc với báo cáo bổ sung rằng đường ống này đang hoạt động dưới công suất tổng thể. Cộng hòa Séc cũng có thể đàm phán qua các công ty dầu mỏ Hungary để có được dầu thô không phải của Nga thông qua đường ống Adria. Ngoài ra, đất nước này còn có một số đối tác có thể hỗ trợ tìm nguồn cung cấp khí đốt thay thế cho khí đốt của Nga. Cộng hòa Séc không cần nhập khẩu bất kỳ khí đốt đường ống nào của Nga để duy trì an ninh nguồn cung cấp của mình. Cộng hòa Séc có thể nhập khẩu đủ khí đốt từ Na Uy thông qua các tuyến đường ống ở Đức. Cộng hòa Séc cũng có thể mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG thông qua nhà ga nổi mới ở Amsterdam, Hà Lan. Báo cáo cho biết, các nhóm nghiên cứu thúc giục Liên minh châu Âu hoàn thành việc tách khỏi dầu mỏ của Nga bằng cách xóa bỏ các miễn trừ đối với hoạt động nhập khẩu vào Séc, Hungary và Slovakia, cũng như đưa ra thời hạn cụ thể để ngừng nhập khẩu toàn bộ khí đốt từ Nga. Việc loại bỏ dần việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga mang đến cho khu vực này một cơ hội quan trọng để mở rộng đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió, bằng cách ưu tiên các giải pháp thay thế năng lượng sạch hơn, các quốc gia trong khu vực có thể giảm lượng khí thải carbon tăng cường an ninh năng lượng và phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững rộng lớn hơn tại châu Âu. Báo cáo kết luận. Chiến sự Trung Đông, Iran đánh giá thấp tổ hợp tha át của Mỹ, tiếp tục cảnh báo Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Iran hôm nay 16 tháng 10 khẳng định, việc Mỹ triển khai tổ hợp phòng thủ tên lửa tha át đến Israel chỉ là đồng tâm lý chiến và hoàn toàn không thể tạo ra bất kỳ thay đổi đáng kể nào trên thực địa. Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp chính phủ Iran ở thủ đô Tehran, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Aziz Nasiradeh nhấn mạnh, tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Tha ác của Mỹ vừa được triển khai đến Israel không có gì là mới mẻ và trước đây đã từng được triển khai. Vì vậy, động thái này thực chất chỉ là một phần của cuộc chiến tranh tâm lý, không phải là vấn đề gì đặc biệt. Bộ trưởng Quốc phòng Iran đồng thời khẳng định, những đe dọa tấn công trả đũa mà giới chức Israel đưa ra thời gian qua cũng không đáng lưu tâm. Tối ngày 1 tháng 10 vừa qua, Iran phóng khoảng 200 quả tên lửa đạn đạo tấn công hàng loạt cơ sở quân sự tại Israel. Cuộc tập kích nhằm đáp trả các vụ ám sát của Israel nhằm vào thủ lĩnh cấp cao của các phong trào Hamas, Hezbollah, cũng như chính các tướng lĩnh cấp cao của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Giới chức Israel nhiều lần khẳng định sẽ tiến hành đòn tấn công trả đũa khốc liệt và khiến Iran phải hối hận vì cuộc tập kích chống Israel. Đáp lại, giới chức Iran cũng cảnh báo sẽ tiếp tục dán thêm những đồn chí mạng chống Israel nếu quốc gia Hồi giáo tiếp tục bị tấn công. Đơn cử, trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 15 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi khẳng định Tehran đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Iran. Ông Arachi nhấn mạnh, Iran đang dốc toàn lực bảo vệ an ninh và hòa bình tại khu vực, nhưng cũng đồng thời hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc tấn công trả đũa quyết định và khiến kẻ thù phải hối tiếc nếu bị Israel tấn công. Đã rõ những gì ông Zelensky phải đối mặt ở châu Âu. Tổng thống Ukraine Zelensky đã bị từ chối mọi yêu cầu trong chuyến thăm châu Âu, chuyên gia anh Al Alexander Mekrit cho biết trong blog trên YouTube. Ông Zelensky trở về sau chuyến đi rất không thành công tới châu Âu, cuộc gặp ở Rastem đã bị Tổng thống Mỹ Biden hủy bỏ. Chúng ta ngày càng nhận được nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng sẽ không có cuộc gặp nào. Dù sao chăng nữa, mọi cánh cửa đều đã đóng sầm lại trước mặt ông ấy, chuyên gia lưu ý. Theo lời chuyên gia này, các đồng minh phương Tây không bạc đằng xanh cho ông Zelensky sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đồng thời, ông Zelensky cũng không thể đặt chân lên con đường tăng tốc để Ukraine gia nhập NATO, nhà phân tích giải thích ông ấy không nhận được thêm bất kỳ vũ khí nào từ châu Âu. Người Đức và người Anh nói rằng họ đã cạn vũ khí và không thể cung cấp thêm tiền cho Ukraine nữa, chuyên gia Megrich kết luận. Vào ngày 16 tháng 10, ông Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình trước Quốc hội. Tài liệu có 5 mục và 3 phụ lục mật. Mục đầu tiên, địa chính trị, nói đến việc mời Ukraine gia nhập NATO. Mục thứ hai liên quan đến vấn đề quốc phòng. Thứ ba liên quan đến việc kiềm chế lực lượng Nga bằng con đường triển khai trên lãnh thổ Ukraine gói chiến lược phi hạt nhân toàn diện của các nước phương Tây. Một thứ tư nói về tiềm năng kinh tế chiến lược của đất nước và một thứ năm nói về thời điểm sau khi kết thúc xung đột vũ trang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích, xin hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!